Hoa khô lá khô có thể lưu giữ được hàng chục năm mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Và để lưu giữ vẻ đẹp ấy thì một người đàn ông trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi đã kết hợp hoa khô lá khô với các chất liệu khác như là mây tre đan, nón lá, tạo thành những tác phẩm mang đậm chất văn hóa dân gian của Việt Nam. Bằng sự đam mê, cái duyên với hoa lá thì anh đã thủ hồn quê hương và những tác phẩm của mình để bất kỳ ai khi thấy tác phẩm của anh cũng có thể nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn và giản dị xung quanh cuộc sống, náo nhiệt đời thường mà đôi khi chúng ta đã vô tình lãng quên. Chùa Một Cột, cố đô Huế, gánh hàng hoa hay hàng trăm các tác phẩm này đều được kết hợp khéo léo từ những bông hoa khô, lá khô và các vật liệu có trong dân gian. Tuy là hoa khô, lá khô, nhưng các tác phẩm này vẫn mang đến cho người xem những sắc màu chân thật của tự nhiên, đồng thời là cảm giác xúc động với những hình ảnh quê hương mộc mạc và gần gũi. Từng bông hoa, từng chiếc lá đều được anh Kiều Cao Dũng lựa chọn tỉ mỉ để tạo ra những sản phẩm hoàn hảo nhất. Trong sự tình cờ thì tôi đã được quen và biết nghệ nhân nhân dân hoa khô Nguyễn Bá Mưu. Và khi tôi nói về cái ý tưởng của mình và rất là mong muốn được giữ lại sự bất tử của những bông hoa, bên cạnh đó lại tìm được sự kết hợp giữa những bông hoa bất tử đó với những giá trị dân gian khác, thì nghệ nhân nhân dân Nguyễn Bá Mưu đã quyết định là nhận tôi làm học trò và chuyên dạy nghề cho tôi. Theo anh Dũng, để có được những tác phẩm như thế này, đòi hỏi người làm có đủ ba yếu tố là hoa, hóa và họa. Hoa là cách chọn lựa nguyên liệu phù hợp, hóa là công đoạn xử lý hoa khô để hoa giữ được nét tự nhiên. Họa là yếu tố quan trọng nhất để tạo được tác phẩm ấn tượng với người xem, thể hiện óc sáng tạo một cách hài hòa cả về bố cục lẫn màu sắc. Để xử lý được một bông hoa tươi thành một bông hoa khô bất tử thế này thì mất tầm khoảng 10 ngày. Sau đó tùy vào cái độ khó của những tác phẩm mà mình quyết định mình phối thì nó sẽ có thể mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ như tác phẩm bên cạnh tôi đây là tác phẩm Rất Huế, là tôi đã phải nghiên cứu trong vòng tầm khoảng 5 tháng. Sau một thời gian học hỏi thành nghề, anh Dũng còn làm thêm những bức tranh từ hoa khô và lá khô. Công đoạn khó nhất của làm tranh đó là từng chiếc lá, cánh hoa với từng mảng màu tối sáng khác nhau. Không chỉ có vậy, anh còn cùng với những người bạn của mình kết hợp vẽ thư họa lên những chiếc lá. Những hình ảnh dân gian cũng được vẽ lại một cách sinh động. Nhờ vậy, những bức tranh lá khô của anh cũng độc đáo và có giá trị hơn. Vẽ trên chất liệu lá sen này thì nó sẽ gồ ghề hơn là ở trên giấy và cái độ thẩm thấu của nó sẽ kém hơn, cho nên là khi mà xử lý thì mình phải tinh tế mình xử lý, và những khi mà mình vẽ thì mình sẽ phải cẩn thận tỉ mỉ hơn khi mà mình làm trên chất liệu bình thường. Nhờ sự tài hoa của mình mà mặc dù chưa qua một trường lớp đào tạo nào về hội họa, nhưng anh Dũng vẫn miệt mài cho ra đời những tác phẩm hoa khô mang hồn sắc rất riêng. Có lẽ vì thế mà những tác phẩm của anh cũng dễ chạm đến cảm xúc của mọi người và có tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Những tác phẩm này rất đẹp và độc đáo. Tôi thực sự ấn tượng với cách làm khô hoa và lá để giữ được màu sắc tự nhiên như thế này. Quả thật là rất đẹp. Tôi đặt những tác phẩm của anh Dũng ở đây thì khi khách vào khách sạn, khách rất là ngạc nhiên vì thấy lẵng hoa rất là đẹp. Và khi chúng tôi báo với khách là đây là hoa thật thì khách lại càng ấn tượng hơn nữa. Anh Dũng luôn suy tính cho từng tác phẩm của mình. Các tác phẩm hoa khô của anh phải có lối đi riêng, là sự kế thừa và sáng tạo độc lập với những nghệ nhân đi trước. Tình yêu hoa của anh Dũng đã biến những bông hoa chiếc lá trở thành bất tử. Cũng giống như giá trị dân gian của người Việt sẽ luôn trường tồn với thời gian.